Quý vị khán giả, chúng ta đã đến với nhành đường trực tiếp tại sân bóng đá 3 để theo dõi trận cầu giao hữu cho buổi tối ngày này. Trận cầu đáng chú ý của các cầu thủ Báo Hồng FC và cao thủ 91 FC. Chuyển sang cánh trái, Thành Phúc. Đội chuyển hay, rồi dứt điểm 1-0 dành cho cao thủ Báo Hồng FC. Thành Phúc đã rất khéo ở làng cánh trái để rồi qua đó giúp cho người đồng đội có được cơ hội, đó chính là cầu thủ màu số 17. Một tình huống thoát xuống rất hay của cầu thủ bên phía Báo Hồng mở tỷ số trận đấu này. Một pha bóng tốt, tỷ số là 1-0 cho Bóp. Như vậy đã có bàn thắng để cân bằng tỷ số ngay của cao thủ bên phía 91 FC. Ngay sau khi đối phương có bàn thắng để mở tỷ số thì đến lượt cao thủ của 91 lên tiếng. Một pha đấm bóng không thành công của thủ thành bên phía Báo Hồng FC và họ phải nhận bàn thua. Gần như bàn đó là cầu thủ vào số 4 Trần. Tuy nhiên lúc này thì họ cũng đang có được kết quả hòa 1-1. Cú sút phạt thành đoàn dành cho cao thủ 91. Cầu thủ ghi bàn đó là số 20 Bình Phụng, nhưng mà anh Nhiên còn nhớ rất rõ, không nhầm thì đây là Linh Đa Đỗ. Ngày hôm nay thì số 20 đá thấp hơn. Tưởng thì anh được bố trí đá như một trung phong mũi cầm. Một số anh đã để điểm nhấn cho riêng mình với một tình huống ghi bàn, giúp cho cao thủ 91 FC một lần nữa vượt lên. Rất nguy hiểm, đá phạt từ phần sân nhà của Mẫn Đào. Pha lập bàn dành cho cầu thủ Mao số 5. Một siêu phẩm cho Mẫn Đào và nó xứng đáng với sự nỗ lực để giúp cho trận đấu cân bằng tỷ số 2-2. Rất hoàn hảo. Có tiếng còi và sẽ có đá phạt penalty dành cho cao thủ 91 FC. Cơ hội để cho cao thủ 91 vượt lên một lần nữa. Trạng thái cân bằng là 2-2. Và bây giờ là Eto người đang đứng trước tình huống đá phạt cho penalty. Và pha sơ bóng thành công của Eto. Tỷ số được nâng lên là 3-2 dành cho cao thủ của 91. Ở trong hiệp đấu thứ hai, mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn và phải cần đến tình huống được công nhận penalty thì mới có bàn thắng trong hiệp đấu này. Và điều đó, như vậy là kể thời điểm mà trận cầu có bàn thắng thì cao thủ của Báo Hồng họ vẫn luôn ở trong một trạng thái bị dẫn trước. Và như vậy có siêu phẩm nữa, một siêu phẩm nữa, có vẻ như là cú anh về. Phản công rất mạnh của Thành Phong. Chí Xin Đô. Bình Phúc. Chân cháy. Tỷ số là 5-2. Lần này là bàn thắng rõ ràng. Tận dụng tình huống sai số trong hệ thống phòng ngự của cao thủ Báo Hồng FC. Chính cao thủ Báo Hồng đã đưa mình vào thế khó. Và với việc thi đấu pressing, cao thủ của 91 luôn luôn biết tạo ra những sức ép vừa đủ giống như thế này. Đó là cú đúp của số 20. Nhìn nghe đâu đó là có treo đùi gì đó. Đùi gì cũng được, có đùi là ngon. Nguy hiểm quá. Và đó là một tình huống đủ thời gian cho cầu thủ bên phía 91 FC căn chỉnh. Pha bóng nâng tỷ số lên là 6-2.
và đó là bàn thắng của Eto. Cú đúp của Eto. Lần này thì anh không cần phải dễ dàng khi đá pen. Một pha mang tính chất kỹ thuật cao. Đại con siêu phẩm và vẫn thực hiện pha lốc bóng khiến cho thủ thành của Báo Hồng buộc phải đẩy bóng vượt sang ngang. Và vừa rồi có bàn thắng. Lần này đó là cầu thủ vào số 17 Hoài Nam. Tỷ số được nâng lên là 7-2 cho cao thủ của 91 FC. Nó đến từ một tình huống đá phạt góc, pha trả bóng khá tinh tế. Lâu lắm rồi thì chúng như vậy đến lúc này thì trọng tài cũng thổi còi để khép lại trận đấu giao hữu của cao thủ 91 FC và cao thủ Báo Hồng trong buổi tối ngày hôm nay tại sân bóng Đa Ba. Tỷ số chung cuộc đó là 7-2 cho cao thủ 91 và người ghi bàn thắng ấn định đó chính là Hoài Nam. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cũng đã phải nói lời chia tay nhau trong ngày hôm nay tại đây với những trận đấu giao hữu sân 7 và sân 5 cũng như sân 11. Ngày mai chúng tôi sẽ trở lại vào lúc 14 giờ, lúc 16 giờ, sau đó sẽ là 2 điểm đến 19 giờ.